Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Sam Audio. Do ảnh hưởng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, sức khỏe của Sam không được đảm bảo để có thể tiếp tục làm audio trong thời gian tới. Sam xin phép tạm ngừng ra video mới trong vài ngày tới ạ. Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ kênh. Sắp tới, Sam sẽ ra tiếp bộ Bảo hộ của giới hắc bạch cùng hệ liệt Liệp vật truyện của tác giả Nhất Thế Hoa Thường. Chuyện nói về chủ đề hắc bang và thêm chút yếu tố showbiz điện ảnh. Xoay quanh mối tình của ngôi sao nổi tiếng Tả An Tuấn và chàng vệ sĩ Duẫn Mạch. Hai nhân vật đã từng xuất hiện trong bộ Cực hạn săn bắn. Các bạn có thể tìm nghe trọn bộ đã hoàn trên kênh Sam Audio nhé. Đối với những bạn lần đầu đến với kênh Sam Audio, trong lúc đợi ra video mới, các bạn có thể tìm nghe chuyện đặc chủng song binh hoặc Cực hạn săn bắn thuộc cùng hệ liệt trên kênh Sam Audio nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.